Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12 Ai ưa điều sửa phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quả trách là ngây dại. Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác. Loài người chẳng phải vì hung ác mà được lập vững bền, song rễ người công bình chẳng bị lay động. Người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng, còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người tư tưởng người nghĩa chỉ là công bình song mưu luận kẻ ác đều là giả dối các lời kẻ hung ác rình rập làm đổ huyết ra song miệng người ngay thẳng giải cứu người khỏi đánh đổ kẻ hung ác thì họ chẳng còn nữa nhưng nhà người công bình còn đứng vững người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng mình còn kẻ có lòng tà vại sẽ bị khinh dễ thà một người ở bậc hèn hạ và có tôi tớ còn hơn kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn người công bình coi sóc sự sống của súc vật mình còn lòng thương xót của kẻ giữ khác nào sự hung bạo ai cài đất mình sẽ được vật thực dư dật còn ai theo kẻ biến nhát thiếu trí hiệu kẻ hung ác tham lam của hoạnh tài song rễ của người công bình sinh bông trái. Trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại, nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn. Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước và người ta sẽ được báo lại tùy theo việc tay mình đã làm. Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình kẻ nào nói thật rao truyền sự công bình song kẻ làm chứng gian phô sự giả dối lời vô độ đâm soi khác nào gươm nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay môi chân thật được bền đổ đời đời song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại, nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình. Chẳng một tai họa nào xảy đến cho người công bình, song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng ngài. Người khôn khéo giấu điều mình biết, còn lòng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình tay người siêng năng sẽ cai trị, nhưng tay kẻ biến nhát phải phục dịch. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình, còn cắt nẻo kẻ giữ làm sai lạc chúng. Kẻ biến nhát, không chiên nướng thịt mình đã săn, song người siêng năng được tài vật quý báu của loài người sự sống ở nơi đường công bình. Trên lối nó không có sự chết. Chương 18 Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống. Người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng hỡi dân ta hãy ra khỏi babylon kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa nó nữa chăng vì tội lỗi nó chất cao tài trời và đức chúa trời đã nhớ đến các sự gian ác nó các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác hãy báo lại gấp hai công việc nó hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên, đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ dán trên nó. Nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó. Thấy khói của sự cháy nó, thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng, khốn thay, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạch kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa màu điều các hạng gỗ thơm các thức đồ bằng ngà voi bằng gỗ quý bằng đồng bằng sắt bằng đá hoa nhục quế sa nhơn hương dầu thơm nhũ hương rượu dầu bột mì mịn lúa mì bò triều ngựa xe tôi mọi và linh hồn người ta nữa các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng khốn thay, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết phàm những lái tàu những người đi biển và thủy thủ những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng có thành nào đã được như thành lớn này ư chúng lấy bụi rắc lên đầu mình thương khóc than vãn mà rằng khốn thay khốn thay thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi. Và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Bây giờ, một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đường cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặt lòng và tiếng cối say cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuộc ngươi lừa dối. Ấy, chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Chương 3. Này, ta sai sứ giả ta, ngươi sẽ dọn đường trước mặt ta và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện như tro thợ giặc. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê Vi làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình bây giờ của lễ của Juda và của Jerusalem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ quá bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. Bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi, đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi nói rằng, Chúng tôi có nói gì nghịch cùng ngài? Các ngươi có nói, Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì? Rồi, chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tân tới, Họ đã thử Đức Chúa Trời và đã được giải thoát. Bây giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm, và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình Bây giờ, các ngươi sẽ trở lại Và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác Giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời Và kẻ không hầu việc Ngài Chương 4 Vì này, Ngài đến cháy như lò lửa Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ Đức Giê-hô-va vạn quân phán Ngài ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nhưng, về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Các ngươi sẽ dài đạp những kẻ ác. Vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là môi xe mà ta đã truyền cho nó tại Horeb, tức là những lệ luật và mạng lệnh cho cả Israel. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha. Kẻo ta đến, lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy con nguyện xin dòng huyết báu của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy đầy dãy con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh kiệm rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.